Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay ta sẽ tiếp tục học cái video tiếp theo, đó chính là video nói về process hay còn gọi là quy trình. Trong chiến lược marketing và kinh doanh thì process cũng rất là quan trọng. Tại sao người ta lại đưa process vào cái kế hoạch marketing mix của chúng ta? Bởi vì người ta quan niệm rằng là một cái quá trình kinh doanh cần phải được thiết lập dưới dạng quy trình. Và trong một cái quá trình kinh doanh như vậy có rất nhiều các quy trình vừa và nhỏ, các quy trình ngắn, các quy trình khác nhau. Vậy thì chúng ta sẽ bàn về cái chiến lược và quy trình như thế nào. Thì cái phần này nó chính là cái phần liên quan đến process strategy, tức là chiến lược về quy trình. Thôi để không phức tạp nữa thì chúng ta sẽ đi trả lời cho một số câu hỏi như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xác định xem là chúng ta sẽ cần bao nhiêu quy trình trong cái mô hình kinh doanh của chúng ta. Tôi chỉ lấy thí dụ như là phòng kinh doanh thì sẽ có quy trình của phòng kinh doanh, phòng marketing sẽ có quy trình của phòng marketing, phòng kế toán sẽ có quy trình của phòng kế toán, phòng nhân sự sẽ có quy trình của phòng nhân sự. Thì mỗi một cái phòng ban như vậy, chúng ta sẽ có một hay nhiều các quy trình vừa và nhỏ. Sau đó chúng ta soạn thảo, chúng ta hình họa hóa, chúng ta sơ đồ hóa và chúng ta viết mô tả. Chúng ta sẽ biến nó thành một bộ quy trình của từng vị trí, của từng phòng ban và của cả công ty. Chúng ta đóng nó lại thì cái đấy người ta gọi là process strategy. Và sau đó chúng ta đào tạo và thực hiện cho công ty. Người Nhật người ta rất là quan tâm đến cái phần vấn đề về quy trình. Cho nên đối với người Nhật thì quy trình hóa chuẩn và làm đúng quy trình hóa là một điều quan trọng, sẽ giúp cho doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, giảm được các sai hỏng và làm tăng được hiệu suất, năng suất của quá trình kinh doanh. Thế thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ mà tôi được biết chính xác là như vậy, của một anh chị kinh doanh rất là thành công. Anh chị này đã sở hữu một cái chuỗi nhà hàng khá là lớn và cái doanh thu cũng rất là tốt và có một cái cuộc sống cũng như là mức thu nhập rất là tuyệt vời, rất là đáng mơ ước. Tôi xin phép không nêu cái tên cái nhà hàng đó lên và cái chuỗi nhà hàng đó lên cho các anh chị. Nhưng tôi học được một cái điều đấy là tại một cái nhà hàng ở trên phố cũng 10 năm nay rồi, họ kinh doanh cũng rất là thành công, với quy mô chỉ khoảng chừng hơn 20 bàn ăn thôi, mỗi tầng chỉ phục vụ khoảng 10 bàn. Thế nhưng mà chủ nhà hàng này đã có hơn 200 quy trình, hơn 200 quy trình lớn nhỏ khác nhau, được tiêu chuẩn hóa bằng các cái tài liệu file rất là rõ ràng. Ví dụ như là quy trình dành cho nhân viên tạp vụ riêng, quy trình dắt xe máy, gửi xe ô tô dành cho bảo vệ, quy trình chào đón khách của lễ tân, đúng không ạ? Quy trình order hàng món, đúng không ạ? Rồi thì quy trình thanh toán, rồi quy trình rửa bát, thậm chí là chị có một cái quy trình rửa bát, quy trình đi chợ. Tại sao lại chị trình bày là có một quy trình rửa bát? Bởi vì nhà hàng của chị rất là đắt tiền, cho nên có một lần chị đã thuê một cái người mới vào, họ không biết làm. Họ đã dùng cái chất tẩy rửa và đã đánh bong chóc những cái phần mạ vàng, mạ bạc ở trên những cái đồ dùng, đó là cái bát, cái chén, cái đĩa, cái thìa gì đó, và làm tốn một khoản tiền khá là lớn để nhà hàng phải đầu tư lại. Từ đó thì chị đã quyết định là xây dựng tất cả mọi thứ đều phải có quy trình, và kể cả đi chợ thì chị đã đưa ra những cái bộ quy trình liên quan đến rau củ quả thịt thà rất là kỹ. Ví dụ như rau, đối với loại rau này thì kích thước là bao nhiêu, màu sắc như thế nào, giá cả thì là chúng ta có thể mua theo ở chợ, theo thị trường, nhưng mà cái chất lượng thì chúng ta có thể dùng cái công pháp mô tả. Ví dụ như khối lượng là bao nhiêu, ví dụ một cái củ su hào mà nó to quá thì nó sẽ có xu hướng bị già, mà nó bé quá nó có xu hướng bị non, đúng không ạ? Vậy thì người ta sẽ áng chừng, người ta có kinh nghiệm rồi, thì bao nhiêu gam, màu sắc như thế nào, thân như thế nào, củ như thế nào thì mới là non, mới là ngon, đúng không ạ? Hay là con gà, con gà đấy là gà trống, gà mái, thì nhìn vào cái gì để có thể mua được con gà ngon. Con cá tươi thì nhìn kích thước, nhìn các thứ như thế nào. Thì chị đã đưa ra một cái bộ quy trình, hơn 200 cái quy trình được viết ra các bản word và sơ đồ hóa, cộng với các hình ảnh hóa, chụp ảnh minh họa rồi hướng dẫn rất là chi tiết. Thì tôi thấy rằng là đây là cái nhà hàng mà đã rất là thành công, và từ cái nhà hàng này chị đã nhân lên được thành nhiều các nhà hàng khác. Mặc dù là cái ngành F&B, đó là những ngành mà cũng có rất là nhiều các đối thủ mới ra đời,
các đối thủ lớn và có sức cạnh tranh rất cao, nhưng mà cái chuỗi nhà hàng của chị vẫn rất là thành công và khách hứa rất đông, bởi vì đó chính là vấn đề quy trình hóa. Và một cái doanh nghiệp mà xịn hơn nữa, họ có thể tiến tới quá trình ISO, ISO đúng không ạ, ISO, nếu gọi là chuẩn hóa quy trình theo cái tiêu chuẩn của quốc tế. Thì chúng ta làm ISO xong thì chúng ta sẽ thấy là công việc rất là trơn tru, rất là chuẩn chỉ và chạy đúng và chạy đầy đủ, và chất lượng của sản phẩm cũng như hiệu suất của quá trình kinh doanh sẽ tăng lên rất nhiều. Thì hiện nay tôi thấy là đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc là các cá nhân làm kinh doanh thì hầu như chúng ta cũng chưa thực sự chú trọng đến vấn đề quy trình hóa. Vì vậy qua cái bài học này thì tôi muốn trao đổi với các anh chị rằng là chúng ta nên xây dựng các quy trình nó ra. Các bạn đừng có phức tạp quá làm gì cả. Mỗi một cái thứ mà chúng ta muốn làm theo thứ tự, mỗi một công việc chúng ta muốn làm theo thứ tự thì chúng ta hãy gọi nó là một quy trình và chúng ta đặt tên nó. Thí dụ như là khi tôi làm giám đốc kinh doanh cho một cái tập đoàn giáo dục thì công việc đầu tiên chúng tôi phải xây dựng đó là quy trình hóa cái quá trình làm quảng cáo, quá trình kinh doanh, quá trình chốt khách. Vậy từ cái lúc mà chúng ta tiếp xúc khách hàng cho đến lúc mà khách hàng xuống hợp đồng nó gồm bao nhiêu bước, ví dụ như là 7 bước, thì như vậy một cái quy trình đó gồm 7 bước và trong từng bước 1, 2, 3, 4, 5 đó lại có những cái quy trình khác. Ví dụ như là quy trình các bạn đi gặp khách hàng thì bước 1 bạn phải làm gì? Bạn phải chuẩn bị trang phục, bạn phải chuẩn bị tài liệu, bạn phải chuẩn bị PowerPoint vân vân, đúng không ạ? Ví dụ thế. Bước 2 là bạn sẽ phải gọi điện, bước 3 bạn sẽ phải thiết lập cuộc hẹn vân vân vân. Đấy là cái quy trình đi gặp khách hàng. Thế còn quy trình chốt khách hàng là gì? Bạn phải có hợp đồng, bạn phải mời khách hàng đến, bạn phải ký hợp đồng, bạn vân vân. Đấy thì đó chính là cái quy trình, và chúng tôi phải xây dựng những cái bộ quy trình như vậy, bao gồm rất nhiều các mẫu quy trình và sơ đồ hóa, sau đó là đào tạo và huấn luyện cho nhân viên rất là chi tiết về cái quy trình này để mọi người hiểu đúng, hiểu đủ và làm được tốt nhất cái quy trình như vậy. Đấy. Câu hỏi được đặt ra là cho doanh nghiệp của bạn, bạn đang là CEO hoặc là CMO hoặc là COO đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu quy trình cho những cái bộ phận nào? Thì cái phần này tôi không trả lời được. Thì bạn sẽ xem cái quy mô của mình và bạn xem cái vấn đề gì cần thiết nhất để bạn xây dựng quy trình, đúng không ạ? Làm thế nào để chúng ta tạo ra được bộ quy trình này? Thì rất dễ. Chúng ta hãy cứ tưởng tượng là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 chúng ta viết ra, sau đó sơ đồ hóa ra, sau đó là diễn giải, và sau đó là chúng ta đào tạo, áp dụng. Trong quá trình áp dụng mà chúng ta thấy nó rườm rà, phức tạp, cắt bớt, chúng ta thấy nó đơn giản hóa, viết thêm vào, chúng ta có thể chỉnh sửa, và sau đó chúng ta đánh mã sản phẩm, đánh mã cái quy trình đó. Ví dụ đây là quy trình 1.0 phiên bản 1, 1.0 phiên bản 2, 1.0 phiên bản 3, và chúng ta sẽ update hàng tháng hoặc hàng năm để cho nó phù hợp với tình hình kinh doanh, có đúng không ạ? Vâng, thế thì tôi vừa chia sẻ với mọi người đấy là cái process, đúng không ạ, trong cái quá trình kinh doanh. Thì marketing cũng như vậy, chúng ta sẽ rất là cần thiết đến các quy trình, và chúng ta hãy xây dựng quy trình đó và thực thi một cách nghiêm túc, kỷ luật. Quy trình này thì bao giờ nó cũng sẽ kéo theo cái KPI, kéo theo vấn đề deadline, tức là các chỉ số cũng như là cái thời gian thì chúng ta sẽ phải đưa vào và đạt được những kết quả gì. Thậm chí một số các đơn vị lớn họ có thể viết CRM hoặc là ERP, là những cái phần mềm lớn, sau đó họ sẽ đưa các quy trình này vào các phần mềm để cho nó chuẩn. Ví dụ như quy trình bán hàng, quy trình chăm sóc khách hàng, quy trình để giúp hành tái mua, những cái phần thông tin gì chúng ta cần thì chúng ta sẽ đều có thể làm được. Chúng ta đưa vào phần mềm. Nếu mà chúng ta chưa có phần mềm thì chúng ta viết ra bản mềm, chúng ta in ra, chúng ta đào tạo nhân viên cũng không sao cả. Vâng, liệu cơm gắp mắm thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Có lẽ trong các chiến lược thì đây là cái video ngắn nhất mà chúng ta được học. Nếu mà các anh chị cần tôi hỗ trợ gì về quy trình thì xin hãy liên hệ với tôi ở địa chỉ Phan Anh, là tên tôi Phan Anh online@gmail.com, hoặc 0989 623 888, là số điện thoại Facebook Phan Anh VCU, chúng ta sẽ tìm thấy nhau rất là dễ thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài tiếp theo.